Đây vào đây ngồi giùm em này. Đối với quý cô chú anh chị các bạn. Dạ vâng, em hãy xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em hãy mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo đêm cùng với em Hải tại khu vực trung tâm Sài Gòn nhé. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Trung Trực. Dạ vâng, thì bây giờ thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình đi dạo đêm cùng với em Hải trong buổi tối ngày hôm nay. À, xin lỗi quý cô chú anh chị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại đường Thụ Khoa Huân và hôm nay thì thời tiết Sài Gòn có một chút mưa nhưng mà đến hiện tại thì cũng đã tạnh rồi. Dạ vâng, thì bây giờ thì mình sẽ đi đường Thụ Khoa Huân này, ở đấy mình vào đường Lý Tự Trọng, rồi mình đi một số con đường tại khu vực trung tâm để quay ảnh cuộc sống Sài Gòn về đêm gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình ở những khu vực quán ăn. Vâng, thì thời gian tới gần Tết thì em Hải sẽ quay một số quán ăn uống gửi tới quý cô chú anh chị mình để mọi người về nước mọi người có thể biết được những cái địa điểm để quý cô chú anh chị mình có thể ghé qua ăn uống nhé. Nghỉ đợt này em Hải cũng không có người đi cùng nên là mình đi vào những cái chỗ ăn uống đi có mình nó cũng khá là ngại. Thời gian tới thì em Hải sẽ tuyển thêm một bạn nữa sẽ đi cùng em Hải review những quán ăn uống để phục vụ nhu cầu của cô chú anh chị mình khi mọi người, lần mọi người về chơi Tết này dịp lễ thì quý cô chú anh chị mình có thể biết để mọi người ghé qua thưởng thức nhé. À, vâng, thì bây giờ thì mình cũng tiếp tục đi đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long ngày xưa đấy. Là khu vực này là có cửa hàng đây, ở đây thì có ngân hàng ABC này. Ở trong này thì quý cô chú anh chị mình có thể rút ngoại tệ được, là bán đổi đều được nhé. Nhưng mà em hẳn thấy thì mọi người bán thì ở các ngân hàng giá nó sẽ thấp hơn so với một số cửa hàng buôn bán ngoại tệ khác như là cửa hàng Hà Tâm ở Mai Vân. Nhưng mà em Hải thấy thì Hà Tâm thì được, chứ còn Mai Vân thì giá nó có vẻ cũng giống giá ngân hàng thôi, nếu không có khác thì nhiều. Thì hôm bữa vừa rồi em Hải cũng có đã đổi và cập nhật gửi tới cái giá gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình rồi. Đây, ở ngay góc đường này, đường Nguyễn Trung Trực này có một cái quán nhậu, nhưng mà nói chung hôm nay mưa nên cũng vắng khách, với hôm nay đầu tuần nữa thì giờ này thì mọi người nhiều khi mọi người còn đi làm chưa về cơ. Bên này mình thấy là có một quán bán bánh mì 39 hàm ổ bánh mì, bán loại nước dao động từ khoảng 40.000 một ly. Thì cũng đang bày ra đây, chưa có khách đâu. Hiện tại bây giờ đã 7:30, trước là 19:30 tối đấy. Bây giờ em hãy sẽ vào được Nguyễn Trung Trực. Vâng, thì ở phía bên này là tiệm Highland Coffee này. Vâng, thì em hãy thấy là bây giờ Highland Coffee nó cũng mở rất là nhiều nha. Cũng em hãy thấy là dày đặc cũng không kém gì Cantina đâu. Đấy, thì dọc khu vực này á, mọi người thấy là những cái hàng cây này chưa bị cắt tỉa nhá. Bây giờ tại khu vực trung tâm đấy, những cái hàng cây lớn em phải thấy cắt tỉa khá là nhiều. Đấy, như là đường Pasteur này, đường Lê Quý Đôn, đường Phạm Ngọc Thạch. Đó là những con đường mà em Hải thấy là cây cối cắt tỉa gọi là chọc lóc một số ở địa điểm. Thì cái đấy thì em Hải sẽ lên một clip sau gửi tới quý cô chú chị và các bạn mình. Thì cái đấy thì em Hải cũng đã có quay rồi nhưng mà mình chưa có thời gian để up lên gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem. Đây, bên này có quán cà phê Trúc này,
trà và cà phê. Bên cạnh đấy thì cũng có một số đồ ăn nhanh như bánh mì. Giờ này thì em Hải sẽ đi vào đường Lê Thánh Tôn nha. Sẽ đi qua khu vực khu phố Mà Lai. Ở đấy thì mấy anh ở đây thì em Hải thấy khu phố Mà Lai khá là nhộn nhịp, du khách trở lại mua sắm nên cũng muốn qua để cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình những tình hình mua bán tại khu vực đấy. Dạ vâng, thì ở đây ở dọc khu vực này thì mọi người thấy rất là nhiều cái nhà nghỉ, khách sạn cũng như là có một số cái chỗ để mọi người có thể đổi ngoại tệ được. Bên này thì có cái phòng trà không tên này đấy, với những ca sĩ nổi tiếng tới tham gia này. Bên cạnh này thì cũng có một số cái quán spa. Thật sự em Hải thấy là người Việt mình rất là thân thiện luôn đấy. Đối với du khách nước ngoài đôi khi ta không biết đường ấy thì người ta hỏi người Việt mình chỉ hết luôn đấy, rất là thân thiện và nhiệt tình nhá. Đây, bên này cũng có spa cả nhà này. Đấy, dao động từ khoảng 500 ngàn đổ xuống đó, khoảng 20 đô. Giờ này thì ở Trẻ Bến Thành em Hải thấy nó cũng vắng, ngày nó mưa. Đây, ở khu vực này thì em thấy nó cũng có bán giày dép. Dạ vâng, hiện tại thì mình lại có mặt tại đường Thục Quang Huân rồi, một con đường khá quen thuộc đối với quý cô chú anh chị các bạn xem trên kênh của Hải. Ở đây thì khá là đẹp cả nhà này, em Hải sẽ quay cho mọi người xem một chút. Thực sự mỗi lần tới đây thì em Hải rất ấn tượng với cái quán cà phê này. Đấy, phong cách nhìn giống Hội An. Ở đường phố hôm nay em Hải thấy có một số cái quán bar đấy, cũng khá là lớn, phục vụ du khách ăn uống cũng như là người Việt mình ạ. Các em Hải thấy là tầm 9 giờ thì mọi người tập trung về khu phố Nhật khá là đông nhỉ. Bây giờ này thì Chợ Bến Thành cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, cũng vắng khách. Đây, bên này có một số chỗ tiệm hàng mình có thể đổi ngoại tệ tại khu vực này. Thưa các chú anh chị, mình có thể bán vàng. Dạ vâng, thì giá vàng những ngày gần đây thì thấy là giá vàng lên cũng khá là cao rồi. Các bạn thấy là giá vàng Nhật mà nó lên cũng sát với giá vàng miếng SJC, thực sự là quá là cao luôn. Cái này đúng thực sự là kỷ lục luôn cả nhà. Đấy, bây giờ giá vàng Nhật. Vâng, thì quý cô chú anh chị mình có thể tranh thủ chốt lời được rồi. Em Hải là sợ thì thời gian nữa thì nó sẽ xuống thôi, nó chỉ lên một thời gian đỉnh điểm sau đấy nó xuống. Thì mọi người có thể thấy là giá vàng miếng có những đỉnh điểm lên hơn 90 triệu đồng một lượng, hơn 90 triệu đồng, nhưng mà sau đấy thì nó đã đi xuống. Đây, mọi người
thấy là những cái gánh hàng rong này, bán trái cây này, bán xoài này, bán chuối này, bán cầu, bán măng cụt, đấy cũng khá là đa dạng. Đây thì ở đây bên này có tiệm spa đó mọi người. Đấy, dọc dọc đường này thì em hay thấy là mở khá là nhiều quán spa đấy. Ngày trước thì nó không có mấy đâu, đến có một năm tới năm rưỡi quay trở lại đây thì ở những quán spa mở nhiều hơn so với ngày trước. Đây thì có một cái cửa hàng bán trái cây cao cấp mọi người này. Chúng tôi chỉ bán trái cây, bán rượu, rượu nho, rượu vang. Rất may là buổi tối này nó không có mưa nên không ảnh hưởng tới tour đi dạo đêm của mình. Ơi dạ vâng, hiện tại giờ mình đang có mặt tại ngã tư ở giữa đường Trương Định giao nhau với đường Lê Thánh Tôn, từ khá là lớn. Bên này có quán cơm mọi người, quán cơm này ăn cũng khá là ngon nha, quán cơm Đồng Nhân ở ngay khu vực ngã tư này. Nhưng mà không một điều là giá thì nó cũng khá là cao đấy, dao động tầm khoảng 70-90 ngàn một phần. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu ăn cao hơn thì mọi người có thể gọi được. Mọi người chờ một chút nhé, lại đèn đỏ rồi, chờ chút đi qua đường. Dạ, dù thời tiết đang mưa mọi người nhưng mà em phải thấy là cũng khá là nóng nhé, khá nóng và oi bức, không có cái dấu hiệu gọi là mát mát chút nào. Bên này mọi người thấy đấy, bên này có cái cây là cắt tỉa khá là gọn. Em hãy thấy thì cắt tỉa như thế này thì nó cũng khá là đẹp thôi, nhưng mà nó tiện nhất là vào cái mùa nắng thì nó rất là nóng đối với những người di chuyển. Mình có cái nhà hàng nhận nhân viên đầu bếp rồi đón khách chứ. Có một số đội ngoại tệ đấy, thì có cái số đội ngoại tệ và địa chỉ là 258 Lê Thánh Tôn. Bây giờ thì em lại sẽ qua đường Lai Lai, mình sẽ đi về khu phố Mã Lai nhá. Đấy, bên này có quán cà phê này. Đấy, nói chung hôm nay cũng không có mấy khách đâu, chỉ trời mưa thôi. Đấy, thấy cũng quán cà phê này em hãy thấy được khách tầm khoảng 9 đến 10 giờ, lượng khách đổ về khá là đông. Cả người Việt mình, cả du khách nước ngoài nữa. Có khi đa phần người Việt mình thì giờ này thì mọi người chưa đi ăn uống mấy, chưa đi chơi mấy đâu. Người Việt mình thường thường khoảng 8 đến 9, 10 giờ, khung giờ đấy là mọi người đi chơi nhiều. Ở Sài Gòn em phải thấy là tầm khoảng 11 giờ, 12 giờ lượng người đổ ra đường ăn uống và chơi còn đông hơn nữa cơ. Nhất là ở tại khu vực phố Tây Bùi Viện. Ở đây thì có một số quán ăn của chú anh chị mình có thể ghé qua này, như là quán phở Việt Nam này, rồi quán bánh mì, bên này có quán gì mới này, quán ngòi cuốn, bên này có tiệm pizza. Ở đây dọc dọc khu vực
đường Phạm Hồng Thái này có một chút cái khu vực này mà rất là nhiều quán ăn luôn. Đấy, những cái quán cà phê này em Hà sẽ qua đây qua cho mọi người xem một quán cà phê này. Thật sự lúc nào nó cũng đông khách. Đấy, quán cà phê trứng này. Không biết hôm nay thì như thế nào. Cách giờ này phải đi sớm quá, nó cũng chưa có mấy người đâu. Quán phở Việt Nam khá đông khách. Này thì mới vừa mở thêm một cái tiệm nước ngoài góc này. Đấy, hôm nay quán cà phê trứng thì cũng chưa có đông khách mấy. À vâng, thì hôm nay có vẻ là khu chợ Mà Lai không nhộn nhịp giống như mọi hôm. À, hôm nay mưa nên có vẻ là vắng. À, hiện nay thì em Hải sẽ đi qua chợ Bến Thành quay cho mọi người xem một chút luôn tại tình hình tại khu vực chợ Bến Thành như thế nào. Thấy nhiều cây đưa này, thấy nó xót xa chợ Bến Thành quá, nhưng mà không biết là như thế nào đâu. Em Hải thấy lượng khách đổ về Sài Gòn mỗi ngày một đông, đấy, nhất là những cái dịp gần cuối năm như thế này thì đây là bên dưới này thấy cũng có vẻ là nhộn nhịp này. Giờ này thì các cái tiệm vàng người ta cũng đã đóng cửa rồi. Đấy, giờ này cô chú anh chị mình đổi thì có thể qua khu vực 135 Đồng Khởi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua từ cửa Tây qua cửa Đông khu vực Bến Thành. Đây, bên này thì có em Hải thấy là có hai chiếc xe bus hai tầng đứng đón khách đưa từ chợ lớn lên chợ Bến Thành và chiều ngược lại là chợ Bến Thành tới chợ lớn. Thực sự là có mưa nhưng mà thời tiết khá là nóng. Dạ vâng, thì giờ này thì mọi người thấy là cũng có một số sạp người ta đã đóng cửa rồi. Vậy cũng muộn. Tamarind.
Dạ vâng, thì quý cô chú anh chị có thể thấy là chợ Bến Thành đang chuẩn bị đóng cửa đâu, chắc tầm khoảng 15 tới 30 phút nữa thôi thì các sạp hàng sẽ đóng cửa cũng như là chợ Bến Thành sẽ đóng cửa. Hôm nay em Hải tới thì cũng hơi muộn một chút. Quý cô chú anh chị mình thấy này, xe 45 chỗ đang đón khách tại cái bên cửa đông của chợ Bến Thành. Đấy, ở bên này thì có quán xôi Út Mập, xôi number one. Đấy, một cái quán xôi khá là nổi tiếng, được vinh danh trên cái trang web gì ấy. Những cái món này ngon nhất. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi về đường Lê Lợi. Bên này thì quý cô chú anh chị mình thấy là có một cái tiệm mà massage lạt neo body food này, góc này này số 10 Phan Bội Châu. Bên trên này cũng có nữa, dọc khu vực này thì cũng có bán vali túi sách. Ở đây thì có thêm xe điện đang đứng đón khách. Quý cô chú anh chị thấy xe điện thì em hàng đã cập nhật giá rất là nhiều lần, đó là ngày là 120.000 dành cho 30 phút và đêm là 240.000. Sẽ qua một chút xíu tại khu vực góc đường Lê Lợi giao nhau với đường Phạm Bội Châu. Đây này đã còn một số mặt bằng khá là lớn, vẫn chưa thấy có ông lớn nào thuê cả. Vâng, thì mọi người có thể thấy là những cái hàng cây me trồng sau khi một năm trồng thì ở đây cũng khá là tươi tốt và đẹp. Chắc là khoảng thời gian tới nữa thì còn cho ra trái, nhìn rất là sung xuê. Trồng cây me này thực sự thì rất là đẹp. Đây, bên này hiện tại thấy là có một số chỗ người ta mở cửa buôn bán kinh doanh ở đây nên cũng nhộn nhịp, nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng còn một số ít thì gọi là để trống, những cái mặt bằng này cũng lớn đấy là còn để trống. Dọc khu vực này thì quý cô chú anh chị mình thấy là có những cái chỗ bán nước hoa này, bán may áo dài. Và đặc biệt là ở góc này thì có một du khách, đây là một công dân nước ngoài đang bán những cái đồ lưu niệm. Thầy bạn ở góc này và em Hải thấy bán khá là lâu, ngày xưa thì hay bán tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng sau đấy thì phố đi bộ cũng có thể không cho bán hàng rong nữa, thì bây giờ chuyển lên khu vực bên này bán tại góc này. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đường đi hướng về tòa nhà Takashimaya nhé. Chỗ này thì em Hải sẽ đi nhanh một chút. Rồi, đèn mất rồi. Đây thì mọi người có thể thấy đấy, lượng xe di chuyển trên đường Lê Lợi rất là đông luôn. Vâng, thì em Hải sẽ đi qua cái khu vực
Sài Gòn Square một chút, quay cho cả nhà cùng xem. Đấy, giờ này nói chung là buôn bán á, không có đông nữa đâu. Cái chợ Bến Thành bây giờ nó cũng vắng khách, thì hướng thì khu vực Sài Gòn Square này nó cũng vắng hơn so với ngày trước nhiều. Ở đây thì có một số cái quầy để cho mọi người đổi ngoại tệ. Giờ này thì người ta đóng cửa rồi. Bên trong trung tâm thương mại này thì các chú anh chị mình thấy là buôn bán em hãy thấy đa dạng nhất là cái khu vực ở lầu 1 này, nhiều mặt hàng mỹ phẩm, túi sách, mỹ phẩm thời trang và cái gì ta, rồi một số cái mặt hàng khác nữa. Thì tiếp theo là mình chuẩn bị tới với ngã tư giữa đường Pasteur giao nhau với đường Lê Lợi. Đấy, mình có thấy là có rất là nhiều các thương hiệu lớn nổi tiếng tại khu vực này. Lại ở khu vực ở bên chỗ bên Sài Gòn Square mọi người. Đấy, những cái sự kiện như là Trung Thu hay Noel là trang trí rất là đẹp. Với Trung Thu vừa rồi thì em hãy thấy trang trí khá là đẹp. Không biết là quý cô chú anh chị mình có chụp hình ở tại khu vực này không? Cái tòa nhà này phải thấy rộng khá lâu này. Đấy, ngày xưa đó là ở cái City Gym, nhưng sau đấy để trống đến giờ.
Thank you.
Thank you.
ơi em qua giao. Thank you.
cái Hokkaido.
Mà vẫn một con cháu là phá nó còn. Any more expensive than that one.